Xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với kênh Tokyo Chanel của chúng mình. Hôm nay thì rất hân hạnh, trên tay tôi đang là một siêu phẩm của DJI hiện nay. Đấy chính là chiếc DJI Mavic Air. Và chiếc này là phiên bản màu đen. Các bạn thấy không ạ? Ở đây chúng ta có một chiếc DJI Mavic Air được lắp bảo vệ cánh và một viên pin của em nó. Thì tại đây các bạn nhìn thấy là quan sát sơ qua về bảo vệ cánh của nó rất là tốt. Thế nên nói sâu hơn về chiếc Mavic Air thì ở đây chúng ta có một chiếc Mavic Air với bộ gimbal chống rung 30 và có thể quay chụp như những chiếc Mavic bình thường trước đây của nó. Chúng ta có thể chụp RAW, có thể quay D-Log, chứ không như nó là phiên bản hoàn thiện hơn rất nhiều so với chiếc DJI Spark đã ra mắt trước đây. Với Mavic Air thì chúng ta có được trang bị thêm một cảm biến ở phần đằng sau và một phần cảm biến bụng đó, để giữ an toàn tuyệt đối cho chiếc Mavic này. Và chúng tôi cũng có vừa mới test qua một vài tính năng như là capture của nó, thì chúng tôi thấy là cái cảm biến của nó nhận rất là chuẩn, quả thực là rất là tuyệt vời đấy quý vị ạ. Trên tay chỉ một thiết bị nhỏ như vậy mà nó làm được quá nhiều việc. Hôm nay chúng tôi sẽ làm vài cái video review về cái việc sử dụng các tính năng thông minh của nó. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với clip điều khiển tính năng điều khiển thông minh bằng vision của nó. Với cái vấn đề này thì các bạn xem và để ý một chút và cũng đừng quá ngạc nhiên bởi vì em nó quá thông minh. Vâng, và để kích hoạt tính năng bay thông minh, chúng ta phải vào Smart Capture ở trong tính mục những tính năng bay thông minh, và sau đó Mavic Air của chúng ta sẽ ngửa cam lên và sau đó tìm đối tượng. Đó, nó nhận diện khuôn mặt của mình và bàn tay của mình, sau đó sẽ cho máy bay take off và cất cánh, bay lên một khoảng tầm 1m2 gì đấy. Và tiếp theo thì nó sẽ checking cái bàn tay, cái cử chỉ của mình liên tục, checking liên tục. Và nếu như các bạn chụm hai tay vào mà xòe ra ngang ra thì máy bay sẽ lùi ra xa. Lên xuống trái phải chúng ta là đều đi theo cử chỉ tay của chúng ta rất là nhanh. Mavic Air rất là nhạy hơn Spark rất là nhiều ở trong cái cử chỉ này. Đó, lắc rất là nhanh, các bạn có thể thấy tay mình rất nhanh nhưng nó vẫn đuổi, vẫn bám theo được. Và khi bạn để hai tay trước mặt thì Mavic Air sẽ tiến lại gần. Đó, như mình nói, sau giang hai tay ra thì Mavic Air sẽ lùi ra xa. Và khi lùi ra xa thì các bạn để ý là khi lùi ra xa thì Mavic Air mới có thể bay cao lên được. Đó. Khi lùi ra xa thì Mavic Air mới có thể bay cao lên được, còn nếu như không lùi ra xa thì Mavic Air khi các bạn giơ tay cao lên thì nó không hề cao lên một tí nào cả. Rồi, tiếp đến là mình sẽ chạy để xem cái tracking của Mavic Air thế nào. Vâng, tracking rất là nhanh đúng không? Mình chạy cũng không hề chậm, nhưng mà khi chạy nhanh quá thì nó sẽ lọt ra ngoài khỏi khung hình. Đó, Mavic Air. Mavic Air sẽ không bị nhận nhầm. Vấn đề là Mavic Air sẽ nhận lại cử chỉ nó rất là nhanh. Và Mavic Air thì nó tốt hơn về hình chất lượng hình ảnh, tốt hơn Spark. Và thứ nhất là có bộ nhớ trong, nếu như mà chúng ta có đi ra ngoài chơi các thứ thì chúng ta vẫn không sợ là quên thẻ nhớ thì vẫn có thể quay được. Đó, đây mình đang thử cái hạ cánh của Mavic Air, các bạn hãy xem. Đó. Thì nói qua về cái hình ảnh của Mavic Air, Mavic Air có D-Log, có chụp RAW, và như thế các bạn xử lý hình ảnh rất là dễ. Và hình ảnh của Mavic Air cho ra một chất lượng mà nó là tốt trong cái tầm là để các bạn đi chơi. Và tiếp đến thì cái file video của Mavic Air đã được cập nhật lên đến là 100 Mbps 4K, có nghĩa là chất lượng cao hơn cả Mavic thường hiện tại. Và có thể quay ở Full HD 120 frame, các bạn có thể về slow rất thoải mái, có những cảnh slow thật đẹp. Đây là các bạn để ý rằng là thấy Mavic Air rất là nhạy. Và cái cử chỉ này là cái cử chỉ để các bạn có thể chụp hình bằng Mavic Air. Đó, nó sẽ tự động nó đổi qua hình ảnh và chế độ chụp hình. Còn đây là cái cử chỉ này là máy sẽ chuyển qua chế độ quay video. Thì cái lúc chuyển thì máy thực hiện không được nhanh, nhưng mà nếu như máy đang ở chế độ đấy thì khi các bạn chỉ việc giơ tay lên một cái á, thì là nó đã chuyển record được rồi. Đó, record và chụp ảnh đều nhanh. Đó, cái thao tác rất là đơn giản là như thế. Sau đây mình sẽ là hạ cánh Mavic Air. Thì các bạn hãy đưa tay thẳng xuống như thế. Rồi sau khi nó nhận được thì nó sẽ hạ cánh. Đó, điều khiển Mavic Air không hề khó. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một số cái video về cái tính năng bay tự động của Mavic Air.